Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức kỳ họp thứ 7 khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời xem xét quyết định một số vấn đề lớn quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, cụ thể như điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, quyết định chủ trương đầu tư đối với một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thông qua việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha năm 2022 trên địa bàn tỉnh, về số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 năm 2000 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo số lượng người làm việc năm 2022 và tiến hành kiện toàn một số chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu miễn nhiệm theo luật định. Các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trình bày các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc dự kiến điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2021, việc quy định nội dung, mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, việc ban hành quy định nội dung, mức chi cho công tác chuẩn bị tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi áp dụng đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc giao số lượng người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động năm 2022 tỉnh Hưng Yên, việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Tân Phúc, Võng Phan, giao đường tỉnh 378, việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha điều chỉnh bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Dưới sự điều hành của đồng chí Phạm Văn Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp đã tiến hành xem xét cho ý kiến và thông qua 18 nghị quyết, gồm nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021, bổ sung kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, ban hành quy định về nội dung chi, mức chi các kỳ thi áp dụng đối với giáo dục phổ thông thực hiện tại các đơn vị nhà trường trên địa bàn tỉnh và các nghị quyết chuyên đề khác để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong tỉnh. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nhất trí thông qua các nghị quyết miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Thuyên, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh do nghỉ hưu. Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 đối với ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lý do được phân công điều động giữ chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Với số phiếu cao. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp các ngành, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao trong việc chủ động thẩm tra của các ban, sự chuẩn bị của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và vai trò của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã góp phần thành công cho kỳ họp. Kỳ họp đã thông qua 18 nghị quyết trên các lĩnh vực làm cơ sở để Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành tổ chức thực hiện, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp sau. Thứ nhất là căn cứ tình hình thực tế, có giải pháp xây dựng dự toán thu chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm hiệu quả theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển để hoàn thiện kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, chủ động nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi khi có những thay đổi mới về cơ chế chính sách do Trung ương ban hành,
các chính sách đặc thù, chương trình đề án của tỉnh ban hành để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Thứ hai, trong kế hoạch phân bổ vốn hàng năm, cần thực hiện bố trí cân đối vốn giữa tổng mức đầu tư và khối lượng hoàn thành của những công trình có tổng mức đầu tư lớn và khối lượng hoàn thành lớn để bố trí tỷ lệ hợp lý. Tăng cường kiểm tra lĩnh vực đầu tư công, không để phát sinh nợ động đầu tư công, đặc biệt là ở cấp huyện, cấp xã. Tăng cường giám sát việc quản lý sử dụng các nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vay để đảm bảo hiệu quả của đầu tư. Thứ ba, đối với quản lý biên chế người làm việc lao động hợp đồng theo nghị định số 68 ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu người làm việc của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp, nhất là tuyển dụng đội ngũ giáo viên đảm bảo số lượng đủ về số lượng, đúng cơ cấu và nâng cao chất lượng, khắc phục tình trạng thừa, nơi thiếu, triển khai thực hiện có hiệu quả đúng quy định một số nội dung mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, trong đó rà soát phạm vi đối tượng áp dụng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ và quản lý sử dụng, thanh toán, quyết toán đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng chế độ, không trùng lặp, công khai minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm.